Xin chào các bác, em bên Đồng Đại Bái đó. Thì ở video hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác, đây là một bộ ngủ sữa đồng đỏ, cao 70cm. Bộ này là bộ siêu to nha các bác. Bộ này là bộ cỡ to nhất trong cái kích thước truyền thống. Đây em sẽ quay cho các bác xem chi tiết sản phẩm nhé. Với cái bộ 2m17, cái bộ này là mình sẽ dùng cho bàn thờ 2m17, 2m17 chiều dài và 1m07 chiều sâu. Bởi vì bộ này là bộ rất to. Đỉnh cao 70. Cao 70 là mình sẽ đo từ dưới chân đế, dưới chân đỉnh, chân đế, cao lên tới nắp quân nghê. Đây là cao 70cm. Cao 70. Đây các bác xem, đây là quân nghê vườn cầu. Cái hàng đồng đỏ này là hoàn toàn là hàng đúc thủ công và đúc nguyên khối. Đây các bác có thể xem này, hoàn toàn đây là đúc nguyên khối, đúc thẳng trong một cái khuôn, sau đó bên em sẽ đục đẽo như thế này, cực kỳ chi tiết. Đây là hàng thủ công ạ. Các bác nhìn đường vân là các bác biết này, đây là hoàn toàn thủ công nhá, từng đường chạm thủ công. Đây là con nghê. Đây xuống dưới các bác xem từng họa tiết này. Với cái sản phẩm này là sản phẩm thủ công, sản phẩm thủ công thì nó rất là đặc biệt so với những sản phẩm đúc máy. Cho nên là các bác thờ thì mình thờ chọn những cái bộ đồ đồng, mà mình đã thờ đồ đồng rồi thì mình nên thờ hẳn những cái bộ làm thủ công ấy. Nó rất là có hồn. Đây các bác xem từng đường nét rất là mềm mại. Đấy chi tiết. Chi tiết các đường vân. Và xuống dưới đây là ba chữ Phúc Lộc Thọ. Đây các bác nhìn kỹ nè. Đấy các bác thấy không? Chạm hoàn toàn chạm thủ công mà nó rất là mềm mại nhá. Chạm những cái đường nét này nó rất là mềm mại. Đấy, và cửa hàng em là ở ngay mặt đường cho nên là tiếng xe nó rất là ồn. Tiếng xe rất là ồn. Đây các bác xem. Đấy, từng chữ rất là đẹp. Và cái đỉnh này là đỉnh song long tròn mặt nguyệt. Song long tròn mặt nguyệt. Đây là con rồng hai bên các bác nhìn này. Đấy, hoàn toàn là đúc liền. Nguyên một mảng đồng liền, đổ liền. Đấy, các đường vân vảy rồng. Đây các bác nhìn này. Đấy, đục đẽo đến từng chi tiết luôn. Đây là mặt nguyệt ở chính giữa, và con rồng ở bên cạnh đây. Đây các bác xem hai con rồng. Những người thợ chính họ đục rất là đẹp, đục hai con rồng rất là đẹp luôn. Ở đây là ba chân lân. Em cho các bác xem chi tiết cả cái đỉnh này luôn. Đấy, chân con lân, ba chân lân, và dưới đây là dưới chân đế. Đây là bộ đỉnh 70. Đấy, rất là đẹp. Bộ đỉnh 70. Bộ đồng đỏ thì rất là nặng. Và bên đây là em sẽ cho các bác xem chi tiết về con hạc. Đây, đây là bông sen. Bộ này là đồng đỏ. Đấy, từng đường vân đục đẽo. Đây các bác nhìn thấy. Vì là đồng đỏ nên hoàn toàn là chạm chìm xuống, không chạm nổi lên bề mặt mà chạm chìm nó xuống. Đấy, đây là con rùa. Hạc thì nó rất là đơn giản, nhìn hàng nó chỉ đơn giản như thế thôi, bởi vì đây là đồng đỏ. Và đây là đôi chân nến. Cái này là đài sen nến là tính riêng nha các bác. Đài này là không có trong bộ ngũ sự đó, nên em tạm thời em để xuống nhá. Đấy, đài sen nến tạm thời em để xuống. Đây các bác xem này, chi tiết từng đường vân này. Đấy, từng đường vân họa tiết. Đấy, chạm chìm rất là sắc nét. Đây các bác xem này, đường vân rồng này. Ánh sáng lóa quá các bác. Ánh sáng hơi lóa. Hơi lóa. Đây các bác nhìn. Đấy, từng đồng vân con rồng đều là chạm chìm, rất là đẹp. Đây, rất là chi tiết. Rất là chi tiết. Đây là bộ đồng đỏ 70. Ngoài ra bên em đang còn các kích thước khác. Bộ đồng đỏ là chỉ có 3 kích thước thôi. Đó là chiều cao 50, và chiều cao 60, và chiều cao 70. Đó là tính từ chiều cao của chiếc đỉnh đồng. Bên em có thể bán cả tam sự hoặc cả ngũ sự đồng đỏ.
và đồng đó là hàng thủ công, cho nên là nếu các bác mà muốn đặt hàng các bác hãy gọi điện ngay cho em, bởi vì hàng này là mình phải đặt trước 15 ngày. Đấy, các bác có thắc mắc gì hoặc muốn đặt hàng thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0836 173 950 hoặc để lại số điện thoại bên dưới cho em sẽ liên hệ với các bác ạ. Em cảm ơn các bác đã xem video. Em chào các bác ạ.